kim ngân tha được, làm được mang đất phủ dày. Trần duyên chưa chút được lòng đường mây, sớm trở đường mây, sớm trở xa hồng cảnh điên nô nghe thường. Nghe thuyền hộ nghị quần tiến
minh phong hoa tuyết nguyệt phẩm bình mây trường Bồ Đà Tư núi Đô Tô tiên nữ cắt đợi xuất về hội nghị hoàng hòa tay tiên là trước chén rượu đã tính quan hoàng người sơi cạn nhất cần chén Bồ Đà tiên tử hoàng cốt bôi trung ương tiên tử hằng ngà thiên thượng liếc thu ba diều quỳnh quan hoàng mười về thưởng hội phong minh nguyệt ý còn gì hơn gió mát ý chẳng trọng rót chén hoa ông cười ngắm bóng chị hằng tam tuần thiên chén hoa tiên tử xanh xanh dòng nước ồn quanh quanh mang nặng túi thơ hồn cô quốc dục lòng quân tử bước ra đang 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 trình ba sân gặp gặp gỡ say vì cảnh một giấc mơ mà thú cảnh xuất chẳng hay cảnh ấy về đâu ta mong tới nguyện đào để hỏi thăm văn võ ai qua tuyết thương dân
bảo vệ sơn hà, cho dân no ấm cho nước nhà được bình yên. Ngoài sông Nam sóng vỗ xôn xao, đêm nằm nghe rõ thời sát nô sao, kinh đô mười ngược pháp nào, pháp nào động tiết. Tiệc vui ông về bút phê sở hồng, đồ cho ghế hoàng trong nhà nước tươi màu hồng. Đệ tử này cầu mong cung kinh bái Phật biến kinh, mà lòng đỡ điều chi con xin ông hòa phép thần thông, xa cho chúng thần người trần gian nặng căn căn cao số. Tôi xin ông mời ông ban tài tiếp lộc đề đá. Lần vua cha hoàng linh phong ma kiếm tờ xua loài sống lặng phút tan không ngờ phải hoàng ca hạc xa eo gió mây bóng về tiên trời nam xa khi linh vâng lệnh mẫu vương hoàng gia lên dương cầu hoàng về đây màn hoa tươi thắm hương khói nguyện bay ngày mai khánh lắc chuông này khoác áo hoàng bào nhẫn ngọc luôn nghe tiếng chuông vang con thấy ông hoàng mười loan giáo cung đàn mặc áo vàng gấm thêu hoa tay tiên viết câu thơ thần cầm quạt cà chú trông thật hoàng xa ngày ngày bên đầu hai hàng tiên nữ thiết tha yêu kiều đàn dâng lên khúc lắm cùng ngân liêu anh vàng để lòng hoàng xiết bao đường khi xa chốn ngân gian rồi mà lòng còn luôn liêu đầy vơi.
cảnh đẹp hoa tươi, mấy trời cũng ngừng chơi đón quan họ hàng về nước vui. Đường về An ngàn mây xanh thắm, nắng sớm long lạnh núi hồng soi bóng dòng la, tiếng chim ca hòa trong gió gió thơm rộn ràng. Về Thế An thấy lòng mà xôn xao, mẹ danh quân quan oang lừng vang, xin cúi đầu thắp mộ xuôi ngược đèo đông buồn tới, bước chân đi quan hoàng đưa lỗi dắt chân tay đường dù gian nan khó nhọc vương mang, ai nhân tâm quan hoàng mang nước ông hoàng sẽ được bình an. Từ Nghệ An sang bao quy quan hoàng ngất ngây, sau trước gần xa xem ai hữu duyên hoàng thượng. Ông thương cho họ trần ngày ngày giàu sang phú quý, nước xanh ba miền cửa nhà ra sự bình an. Bà cũng đã hòa trong câu hát, chắc đây con nguyện cầu chúc ghế hoa bóng đẹp bóng xa. Mừng quan hoàng là mừng quan hoàng, vui ngự chân gian ngàn hoa nở, nước sáng khoe nhang hương bay ngào ngạt. Người quân tử vâng lệnh sai ra ngự chân gian, ban độc tài cho vua vàng, ban độc tài cho vua vàng. Đền đây đẹp, đền đã đây đẹp, tua sắc khoe nhang, có phải quan hoàng về đền đây ban lộc tài cho khắp mọi nhà? Giang mây hồng trên thượng thiên các cô rẻ áng mây hồng, thế còn sức nhớ rất đông người về tất cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.